Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn là một cái bộ chia ben thủy lực. Nguyên lý hoạt động của nó là chia chuyển động từ dẫn động động cơ sang cầu sau. Đây là cái bộ chia ben này, bộ này là bộ rất là lớn. Nó làm rất là to. Và nguyên lý thì đây là đầu vào này. Đấy, đầu vào. Khi các bạn dẫn động đây là dẫn động vào này đó, khi các bạn quay thì đây là cái đầu ben bu li này. Đấy, các bạn nhìn nhé, nó không hề chuyển động. Đây, mình cho sáng lên một chút để các bạn dễ nhìn hơn. Khi cái chuyển động này nó quay này, đây đấy, đây là chuyển động mà khi ta vần bánh bên này, đây cái này quay, đây là phần động cơ này và đây là phần cầu sau này. Đấy, khi ta quay cái này thì cái phần dẫn động ra cái ben này nó không có chuyển động này. Đấy, và khi ta rút cái này sang bên này, đấy thì chuyển động là trên về phần cầu là không chuyển động nữa, mà chuyển động qua cái bơm ben. Đấy là phần bên ngoài nhá. Còn đây là phần bên trong này, cấu tạo bên trong của nó này. Cái này nó làm bánh răng rất là to và dày, các bạn dùng thoải mái không sợ hỏng, có thể ben vài tấn cũng được. Đây là cái bánh răng này là nó sang rồi. Đấy, khi cái bánh răng này nó rút từ vị trí này qua vị trí sang bên này thì nó sẽ truyền đầu ben này. Đấy, dẫn động của bơm này. Nhưng phía bên này không hề quay nhé. Đây, phía bên này thì không chuyển động này. Đấy, khi mà ta đẩy hết cái này sang bên này và cái bánh răng này nó giao với cái bánh răng dưới này. Đấy, như thế này thì bắt đầu nó có chuyển động này. Đây là cái đầu bơm thủy lực. Đây, đầu bơm thủy lực thì nắp vào đây. Nó có cái khe rãnh này để lắp vào cái rãnh này. Đây là cái mặt các đăng này lên cầu thì nó vẫn có 4 ốc bình thường thôi, thì kết nối với trục các đăng này. Đấy, và đây là nguyên bản của nó, một bộ nó như thế này. Đây, một bộ nguyên bản này. Thì khi các bạn trục cầu thì các bạn chỉ đưa tách cái phần động cơ ra đưa về phía mặt bên này và phần này đưa về phía cầu là xong thôi. Còn đây là cái ống dầu thủy lực để đưa lên cây ben. Đấy, nó hoạt động nó đơn giản như vậy thôi. Các bạn này, khi các bạn chia này, gạt cái cây này sang bên này này là chuyển động cầu. Còn gạt chuyển động qua bên này là chuyển động ben thủy lực. Và khi chạy nguồn ben thì cầu sau nó sẽ không hoạt động. Đấy cũng là ưu điểm và nhược điểm của cái bộ này. Ngoài ra thì có một cái ứng dụng nữa cho các bạn nào mà muốn làm xe hai cầu thì có thể sử dụng bộ này để làm xe hai cầu được. Rồi, cách làm như thế nào thì mình có thể hướng dẫn cho các bạn thêm. Đấy. Đấy, thì các bạn dẫn động vào đây thôi và sẽ chạy trực tiếp qua hai cái này, về cầu trước và về cầu sau.
chuyển động xem là cùng chiều. Đấy. Nếu khéo ra tí nữa thì có thể làm tách cầu chuyển động được. Cái đấy thì các bạn nghiên cứu thêm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video của mình đến đây là hết. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi video mới ra.